kiểu gì? Sao cô lại ngồi ở đây một mình trong bóng tối thế này? Tớ đang suy nghĩ. Làm sao mà nghĩ được cái gì trong bóng tối chứ? Ông kệ tới bắt cậu đi á. Ai, ông kệ thì sao chứ? Xem bên này, lần gần nhất cậu ngắm sao là bao giờ á? Hả? Tớ nghĩ Van Gogh đúng là một người cực kỳ may mắn. Vì ông ấy có một người bạn fan tuyệt vời như tớ hả? Làm gì có, tớ đang nói về bức đêm đầy sao đấy chứ. Thế thì tớ nghĩ ra cái này nè, chắc chắn là cậu sẽ thích luôn đó. Ta-da! Ngạc nhiên chưa Suzy? Oh, Sammy, cậu tìm thấy hạt cườm của tụi mình rồi à? Cậu làm tớ ngạc nhiên thật đấy. Tớ cứ nghĩ mãi mà chả biết tụi nó biến mất tiêu ở đâu rồi. Chào các bạn, mọi người có nhớ tụi mình đã tham gia thử thách 100.000 hạt cườm cùng Sammy không? Suzy, tớ nhớ là ý tưởng của tớ khiến cậu trầm trồ mãi nhờ. Mong lần này cũng vậy. Gì cơ? Cậu nói cái gì thế hả Sammy? Ờ thì cậu đã nói về đêm đầy sao rồi các thứ á. Mau tạo ra đêm đầy sao của riêng chúng ta bằng hạt cườm đi. Oh, Sammy đúng là thiên tài. Tớ không phải Van Gogh nhưng cũng đáng làm thử đấy. Cậu có muốn tạo ra cả một thế giới đầy sao thay vì một đêm đầy sao không? Hoặc là cả một thiên hà luôn? Ngày xưa, có một thiên hà xa, xa là xa. Vì tụi mình đang tạo một đêm đầy sao, nên hãy bắt đầu với những hạt cườm tối màu nhất nhá. Tớ biết mà, màu đen được đó. Cậu chưa nói hết câu à, Sam? Tụi mình không làm một bức tranh đen thui đâu đúng không, Su? Đương nhiên rồi, mà cậu đã nhìn thấy bức tranh đó chưa? Thì... Sammy mau hỏi chị Google đi. Xem để món thủ công của tụi mình đẹp hơn đây. Đợi xíu nha xíu. Được rồi. Xíu ơi, hình như... Oh, xin lỗi Sammy, điện thoại của tớ reo, chờ tớ chút nhá. Cậu ấy còn trả cho mình nói hết câu. Van Gogh còn tô vài màu khác trong bức này nữa chứ bộ. Để mình thêm vào. Trông đẹp hơn rồi này. Mọi người nhớ like liền tay nếu thích sự sáng tạo vĩ đại này của tớ nha. Xuống quay lại xuống kìa. Sao rồi? Mọi người ơi. Ủa? Sammy cậu vừa làm gì thế hả nhóc Slime nghịch ngợm này? Nghịch ngợm gì chứ? Đây là sáng tạo mà. Phải là một bầu trời đầy sao mà cậu chỉ có... đêm thôi. Đừng sốt ruột mà. Tụi mình sẽ có phần đầy sao ngay mà. Như thế này. Tiếp nào. Wow, nhìn cũng ra hình ra dạng rồi đó nha. Cơm ở đây là cái gì nhỉ, Su? Oh, đây là cây bách á. Nó mọc ra ngay trước cửa sổ của Van Gogh. Người nghệ sĩ vĩ đại này cũng đã vẽ nên một vài bức tranh tương tự thế này. Thực ra đêm đầy sao là một bức trong số hai bộ tranh của ông ấy đó. Một bộ thì vẽ về khung cảnh từ cửa sổ vào các thời điểm khác nhau trong ngày. Một bộ khác thì vẽ khung cảnh đêm ông ấy nhìn thấy. Sammy! Chú, tớ không có ý đâu. Tự nhiên cái ngủ luôn á. Cậu phải kể cho tớ. Ngồi đục tì thú vị lắm á. Tiếp đi. Thôi đi Sammy, tớ thừa biết cậu mà. Có phải ai cũng thưởng thức được hương vị nghệ thuật tinh tế đâu chứ. Hả hả hả? Ý cậu là tớ không biết thưởng thức đó hả? Cậu còn chả biết tớ đã thưởng thức bao nhiêu món ngon trên đời này đâu. Mà nhắc tới lại thì đói ghê. Tớ đi tìm cái gì đó ngon ngon đây. Kệ cậu đó Sammy, muốn làm gì làm. Dù sao thì tụi mình cũng sắp làm mấy ngôi sao rồi. Tớ bảo là sắp làm mấy ngôi sao đó nhá Sammy. Alo, hình như Sammy thích đồ ăn hơn nghệ thuật rồi.
cẩn thận nào. Ôi, chuyện gì vậy? Tớ đi xem tí nhá mọi người. Xem có không sao chứ? Xin lỗi vì làm cậu sợ ngay Suzy, nhưng tớ thề cái trò nó tự rơi á. Không sao Semi, cậu ổn là được rồi. Trời đất, cái gì thế này? Tụi mình mới vừa rời khỏi đây có mấy phút thôi mà. Nhìn ghê quá, ai làm thế này? Cơ mà không phải tớ đâu ạ. Đã đến lúc thám tử cuộc xem ra tay rồi. Tớ chắc chắn kẻ xâm nhập sẽ để lại dấu vết, tớ tìm thấy hắn ta đây. Tớ không thấy cái nhíp xem ơi, biến đi đâu được nhờ? Hình như tớ biết đấy, để tớ tìm nhíp cho cậu luôn. Trời ạ, thế này thì toang, tụi mình phải nhanh chóng dọn dẹp đống lộn xộn này thôi. Tèn tèn, tuyệt quá, ổn hơn rồi đấy. Nhíp của cậu nè, Suzy. Cảm ơn thám tử cô Sam, ai mà ngồi được mèo béo lại làm thế. Mà thôi vậy. Cậu cũng khá đấy nhé Siêu, giờ cậu đã chính thức thành trợ lý thám tử học việc rồi. Tớ đăng ký, tớ chấp nhận cậu. Đúng là vinh dự mà, cảm ơn cậu, Semi. Đây này. Mọi người ơi, làm bức tranh như thế này phải kiên nhẫn và tỉ mỉ lắm đấy. Quá trình này cũng khá giống như ngồi thiền á. Đây. Uầy, đẹp quá xá luôn. Chủ có những kiểu họa sĩ nào vậy? Ý là theo phong cách vẽ à? Có họa sĩ chân dung nè, nôm na là người vẽ người khác á. Rồi có họa sĩ chuyên vẽ động vật nữa, họ chỉ vẽ thú thôi. Thế còn Van Gogh là họa sĩ gì á? Ông ấy là họa sĩ trường phái Hậu Ấn Tượng Semi. Mà cậu hỏi làm gì vậy? Cậu đã vẽ cái này trong lúc cậu đang bận làm bức tranh nhá. Cậu có muốn xem không? Có chứ, cho tớ xem với. Thấy sao nè, trông có giống như tranh thuộc trường phái Hậu Ấn Tượng không? Thì nhìn cũng ấn tượng đó. Tớ đang quan sát cậu xem tranh của tớ và thấy là chắc là tớ với mấy bức tranh này cũng sẽ được nhớ đến và yêu thích thật lâu nhờ. Chắc chắn rồi Semi, cậu là đỉnh của chóp mà, có phải ai cũng là họa sĩ slime đâu. Nhờ mọi người, Semi là độc nhất vô nhị đó, mà màu tặng thật nhiều là thích cho cậu ấy nè. Cảm ơn cậu Suzy, cậu làm tớ ngại quá, mà mỗi lần như vậy tớ lại thấy đói. Thành giao câu đâu rồi nhỉ? Semi. Chuối khoan đã, đây là ngôi sao lớn nhất trong bức tranh đúng không? Semi này, cũng có khả năng cái này không phải là ngôi sao đâu. Thế nó là cái gì á? Nhìn cũng giống giống mấy ngôi sao khác mà. Có thể đây là sao Kim á. Wow, là một hành tinh đúng không? Đúng thế, các nhà khoa học phát hiện ra là sao Kim nằm rất gần với trái đất khi Van Gogh vẽ ra bức tranh này. Nhìn nó sáng rực luôn kìa. Wow, hay thật đó. Thế thì cái này phải gọi là đêm đầy sao và đầy hành tinh nhỉ? Dạng dạng vậy á. Siêu, cùng nhau làm xong cái này nhá. Ok, Semi. Và xong. Hơi lâu nhưng thích lắm các bạn ạ. Nhìn thích thế. Wow, Siêu, tớ đã đi bao lâu rồi? Đủ dài để tớ làm xong bức tranh thôi đó. Nhưng mà có câu hỏi này quan trọng hơn này. Nãy giờ cậu ăn hết bao nhiêu miếng thạch rồi hả? Đừng có đếm đồ ăn vặt của tớ nào Siêu. Cậu mau ủi bức tranh này đi. Được thôi Semi, chiều cậu đó. Tớ chỉ hơi lo vì bức tranh này sẽ bị hỏng lắm nè. Cậu không cần phải lo đâu, vì khi bức tranh đã nằm trên phần khuôn thì nó sẽ không bị hỏng đâu. Nhưng có một chuyện. Đây là ảnh phản chiếu của bức tranh gốc nên phải lộn ngược nó lại. Và tụi mình chỉ có thể làm được điều đó sau khi ủi các hạt này bằng bàn ủi thôi. Nhớ cẩn thận khi dùng bàn ủi nhé mọi người. Bàn ủi vừa nóng lại còn nặng lắm đấy. Semi nói đúng đó cả nhà ơi, nên mọi người nhớ nhờ người lớn làm giúp bức này nhé. Ủi như này nè, cẩn thận vào nhá. Sẵn sàng chưa nè?
Wow, mọi người đẹp quá xá luôn. Còn uống được nữa nè. Nhìn nè mọi người, thích thật đấy. Tôi chỉ có thể nói là không giống hệt bức tranh gốc nhưng cũng tương tự á. Đây đúng là một món quà tuyệt vời đấy mọi người ạ. Và khi tạo ra một cái gì đó bằng chính đôi tay của mình thì cảm giác thật là tuyệt vời đúng không? Tiết lộ cho bạn bè về những hạt cơm này và cùng làm bức tranh yêu thích của mọi người tại nhà ngay nào. Với lại tôi cũng muốn xem những món thủ công của các cậu nữa. Tụi ta sẽ làm những món thủ công mới liền để khoe với các bạn trên kênh đây. Đừng quên đăng ký và nhấn nút quả chuông nhé. Hẹn gặp lại.